Vâng ạ, Phạm Kính xin kính chào tất cả quý anh chị. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì em Kính xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình hai tác phẩm Đại Bàng bên em mới hoàn thiện xong. Hai tác phẩm này thì bên em được chế tác trên nền chất liệu là gỗ hương ta với hai dáng thế khác nhau để anh chị em mình có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp với không gian nhà mình. Và cái tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến đó là một tác phẩm Đại Bàng tóc cá anh chị em mình nhá. Với cái dáng thế này thì các chị em nhà mình thấy là một cái dáng thế xà rất là dũng mãnh. Và hình ảnh Đại Bàng khi mà các chị em thì mình trưng ở trong không gian nhà mình thì sẽ đem lại thứ nhất là sự uy quyền cho người sở hữu này, thứ hai là đem lại sự dũng cảm và lòng can đảm. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 88, ngang là 45 và chiều sâu của sản phẩm là 40. Tác phẩm này thì được thợ bên em chế tác rất là kỹ càng. Đây, như các chị em thì mình có thể nhìn thấy từ diện mặt của Đại Bàng thì nhìn rất là dũng mãnh các chị em mình nhá. Từ mỏ hay là ánh mắt thôi thì được thợ làm rất là sắc nét. Và với một cái dáng xà đang cắp một chú cá chép ở phía dưới này thì các anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy từ những cái phần móng quắt mà cũng được thợ đục rất là tinh bong kỹ càng. Và hình ảnh chú cá chép thì được thợ chặt từ những cái vảy kép này rất là rõ nét các anh chị em nhà mình nhá. Một hình ảnh Đại Bàng rất là tuyệt vời luôn ạ. Nên là với cái tác phẩm này anh chị em mà nhà mình mà hữu duyên thì có thể là sở hữu cũng như là tham khảo tác phẩm này nhá, mã số 1 ạ. Và tiếp theo thì em chuyển sang mã số 2. Mã số 2 này thì là một tác phẩm dáng Đại Bàng đơn đang xà trên một mỏ núi đá. Bức này thì cũng được thợ làm trên một cái phôi gỗ khá là già. Và như anh chị em thì mình có thể nhìn thấy đây, đó là những cái đường vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên. Và đang xen vào đó thì có những cái mỏ đá đây ạ. Mỏ đá ôm tự nhiên trên cái một cái phôi gỗ các anh chị em như mình nhá. Và bức này của em thì cũng có chiều cao là 88, ngang là 46 và chiều sâu của sản phẩm là 30. Và các anh chị em thì mình thấy là hình ảnh của Đại Bàng thì hai đôi cánh đang vươn rất là rộng. Và với một cái dáng xà, một chân đang cóc xuống mỏ núi này, còn một chân thì đang co lên với những cái hình ảnh, với những cái dáng thế thì rất là hung dữ anh chị em mình nhá. Và nếu anh chị em nào nhà mình mà quan tâm mã số 2 này thì các anh chị em nhà mình cũng có thể là nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết từng tác phẩm mà anh chị em nhà mình để các bác thì mình có thể là tham khảo rõ nét hơn. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình nhé.